chiến thắng chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu châu Âu một lần nữa được thống nhất trong sự chia sẻ những di sản chung, sự hạnh phúc, thịnh vượng và vinh quang sẽ là không thể đong đếm được. Quy chế của Hội đồng châu Âu được ký kết ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ. Hiệp ước Maastricht được ký kết tại Hà Lan. Thành lập Liên minh châu Âu với tôn chỉ đoàn kết, tăng cường sức mạnh chung của cả khối. Liệu có nguy cơ nào EU sẽ tan rã không phải là câu hỏi nhiều giới phân tích và truyền thông thế giới đặt ra trong thời gian vừa qua. Đây, CNBC đã giật tít là EU đang bên bờ vực sụp đổ. Còn The Commentator thì kêu gọi EU đang chìm sâu hơn vào khủng hoảng, đã đến lúc phải rời đi. Tờ Telegraph thì gọi sự kết hợp giữa EU và đồng euro là cuộc hôn nhân địa ngục. Cũng không khó hiểu khi mà EU liên tục phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nợ, rồi lại còn khủng hoảng di cư nữa. Và khả năng một số nước rời khỏi EU như là Grexit hay Brexit liên tục được nhắc tới. Trong mọi vấn đề thì EU luôn kêu gọi 28 nước thành viên phải đoàn kết. Nhưng mà tìm được một tiếng nói chung chỉ riêng trong vấn đề kinh tế thôi đã là rất khó khăn. Ai cũng muốn Đức, nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, sẽ dẫn dắt những chính sách kinh tế trong khối. Nước Đức, đầu tàu kinh tế của châu Âu, có sức mạnh công nghiệp và xuất khẩu rất lớn. Với những chính sách kinh tế khá nghiêm ngặt, Đức đã giới hạn được các khoản nợ tư nhân ở mức thấp, lãi suất ổn định và một thị trường việc làm linh hoạt, hiệu quả. Nước nào cũng muốn giống Đức, nhưng không phải nước nào cũng theo nổi các chính sách của Đức. Công đức của Đức không thể áp dụng nổi ở Hy Lạp. Chính sách các nước bộ bụng đã giúp chúng tôi thoát khỏi khủng hoảng. Chúng tôi chỉ tiêu xài đúng mức chúng tôi kiếm được. Nhưng còn Hy Lạp và nhiều nước khác, văn hóa phóng khoáng, họ vay nợ quá nhiều và luôn chi tiêu quá khả năng. Liên minh châu Âu EU gồm 28 nước thành viên, nhưng Đức luôn có tiếng nói quan trọng hàng đầu. Và khi Đức đề xuất là cả EU hãy cùng thắt lưng buộc bụng, lãnh đạo phần lớn các nước đã đồng ý, bất chấp sự phản đối của người dân. Vấn đề nữa là ở đồng tiền chung Euro, dù giúp giao thương trong khu vực hiệu quả hơn, nhưng đã vô tình trở thành cái kềm kẹp chặt, không cho phép sự linh hoạt trong chính sách tiền tệ của mỗi nước. Đến cả nới lỏng định lượng cũng chẳng hiệu quả. Một chính sách khó làm hài lòng nổi 28 nước. Tại các nước chìm sâu trong khủng hoảng như Hy Lạp, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, thì vấn đề thất nghiệp, nghèo đói ngày càng trở nên nghiêm trọng. Biểu tình thì nổ ra liên miên. Bao nhiêu năm nay, Đức đã rất cố gắng để giữ cho liên minh này đoàn kết. EU có ý nghĩa rất lớn đối với Đức, nhưng nếu EU tan vỡ, đó cũng là trách nhiệm của Đức. Bây giờ trong toàn khối đầy rẫy những tức giận và hiểu nhầm. Tôi không nghĩ mọi người có thể bình tĩnh lâu hơn nữa. 24 năm liên tục nói đến từ mái nhà chung, thế nhưng dường như sự tồn tại của EU đối với mỗi nước thành viên lại mang ý nghĩa rất là khác nhau. Nói vui là Đức thì như một người chị cả, yêu quý và muốn lo toan cho cả gia đình EU, nhưng mà lại hơi hà khắc và cũng không thể kêu mang nợ nần cho các em cả đời. Còn Hy Lạp thì lại thấy những luật lệ của gia đình thật phiền toái, không hợp với tính cách, nhưng mà vẫn không thể sống thiếu gia đình vì có quá nhiều nợ. Những bất đồng trong chính sách giữa hai bên đã khiến mảnh ghép Hy Lạp lung lay, suýt đã diễn ra viễn cảnh Grexit hồi năm ngoái. Ngày 26 tháng 1 năm 2015, người dân Hy Lạp hân hoan chào đón vị thủ tướng mới. Ông Alexis Tsipras, thủ lĩnh của đảng cấp tiến Syriza, đã giành chiến thắng thuyết phục với một cường lĩnh đầy hứa hẹn rằng những ngày tháng thắt lưng buộc bụng theo yêu cầu của EU sẽ sớm kết thúc. Điều chúng ta có thể nói là nỗi sợ hãi đã chấm dứt, sẽ không còn những sự ép buộc và dọa dẫm về đất nước này nữa. Mọi thứ đang thay đổi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới lạc quan về tương lai như vậy. Nhưng mọi thứ đã không đi theo những hy vọng đó. Nhiều lần nước này tìm cách đàm phán lại các điều kiện cứu trợ, nhưng đều bất thành. Trải qua nhiều tháng tranh đấu với các biện pháp khắc khổ, Hy Lạp đã cạn kiệt tiền để chi tiêu.
ngân hàng đóng cửa, hàng dài người phải xếp hàng trước những máy rút tiền. Và trước ngưỡng cửa của việc phải rời khỏi khối Eurozone, tức Brexit, cuối cùng, Thủ tướng Tsipras đã phải chấp nhận trở lại các kế hoạch thắt lưng buộc bụng từ bộ bài chủ nợ. Tôi tin đa số người dân Hy Lạp sẽ ủng hộ thỏa thuận, bởi chúng tôi đã chiến đấu tới cùng. Dù nền kinh tế được giải cứu, nhưng người Hy Lạp lại tiếp tục xuống đường. Họ không chỉ tức giận với những biện pháp khắc khổ mới, mà còn bởi vì nhà lãnh đạo từng rất được hy vọng, giờ cũng không còn đứng về phía họ. Mảnh ghép Hy Lạp thì vẫn ở lại EU, nhưng không còn vừa khít nữa. Và một mảnh ghép khác thì cũng đang lung lay, đó là Tây Ban Nha, nơi của những kiến trúc lộng lẫy, nơi có nhịp sống cực kỳ sôi động với vũ điệu flamenco và những trận đấu bò tót. Nhưng mà ở một góc khác lại là những người dân nghèo, thất nghiệp, bị đuổi ra khỏi nhà vì không thể trả tiền thuê. Barcelona, Tây Ban Nha. Nhìn từ bên ngoài, đây là một đô thị thịnh vượng và đông dân bậc nhất tại xứ sở bò tót. Nhưng với những người dân sống tại đây, như anh William, họ đang phải trải qua một sự chia rẽ xã hội chưa từng có tiền lệ. Suốt 6 năm cuộc khủng hoảng nhà ở, hầu như chỉ có người nghèo tại đây phải gánh chịu các khó khăn. Tôi đã chứng kiến vấn đề ngay từ đầu khi bong bóng nhà đất vỡ. Cho đến giờ, một loạt các tổ chức vẫn đang nỗ lực khắc phục vấn đề này. Quá trình phục hồi không hề dễ dàng khi mỗi tuần vẫn xảy ra hàng chục vụ cưỡng chế nhà, mà hầu hết là ở tầng lớp thu nhập thấp. Tôi phải trả 600 euro tiền nhà, mà giờ sẽ cấp bị cắt mất 200 nên thu nhập chỉ còn 423 euro, nên họ định tống tôi ra đường trong khi tôi còn hai con nhỏ. Những biện pháp kinh tế mà EU áp đặt đều chẳng mang đến chút lợi ích gì cho người dân nghèo tại Tây Ban Nha. Càng vật lộn trong khó khăn, họ càng mất niềm tin ở vai trò của Liên minh châu Âu. Khủng hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha là tồi tệ nhất ở châu Âu. Đã có hơn 500.000 căn nhà thế chấp bị tịch thu trong những năm qua. Lẽ ra, EU phải nhận thức được sự khốn khổ mà chúng tôi đang phải chịu. Những người nghèo nhất tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả không phải do mình gây ra. Có vẻ như tại đây, nguyên tắc công bằng cốt lõi của EU vẫn chưa thể chuyển thành thực tế. Và thế là tại Tây Ban Nha đã nổi lên hàng loạt đảng phái có xu hướng tách rời, trong đó có đảng cầm quyền xứ Catalan. Tạm thời thì EU vẫn có thể thở phào để giữ nguyên hai mảnh ghép Tây Ban Nha và Hy Lạp. Vì dù hai nước này có không thích chính sách chung của EU thì vẫn phụ thuộc khá nhiều về mặt kinh tế. Hiện giờ, mảnh ghép đang có nguy cơ rời khỏi mái nhà chung lớn nhất, chính là nước Anh. Và chỉ 12 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh trong EU. Cho đến hiện giờ thì phe ủng hộ Brexit đang dần chiếm ưu thế, với tỷ lệ là 51%, trong khi chỉ có 49% cho là Anh nên tiếp tục ở lại EU. Anh có ra khỏi châu Âu không? Với những người thuộc phe rời đi, đây là câu hỏi trị giá 8 tỷ bảng. 8 tỷ này là số tiền tính trung bình hàng năm Anh sẽ đóng góp cho Liên minh châu Âu nếu tiếp tục là thành viên. Phe rời đi tất nhiên muốn lờ đi việc thị trường thương mại tự do trong EU mang lại cho Anh lợi nhuận hàng năm ước tính gấp 5 lần con số này, 40 tỷ bảng. Châu Âu đang là khu vực tăng trưởng chậm nhất thế giới. Anh có thể có các đối tác mới, các nền kinh tế năng động ở Nam Mỹ, châu Á, kể cả Việt Nam. Lương của người lao động Anh sẽ tăng vì họ không còn bị lao động phổ thông từ châu Âu cạnh tranh. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phát triển tốt hơn vì họ được cắt giảm các thủ tục không cần thiết, trong khi khối này đang đóng góp đến 85% việc làm ở Anh, chứ không phải các nhóm ngân hàng đa quốc gia tại khu tài chính City London. Các quan điểm bảo vệ châu Âu đều xuất phát từ động cơ nào đó, ví dụ IMF. Họ là một trong ba chủ nợ của các gói giải cứu khu vực đồng euro. Nếu Anh ra khỏi, thì áp lực các gói giải cứu của họ sẽ cao hơn. Các ngân hàng nước ngoài nói họ không muốn ở London nữa nếu Anh ra đi, nhưng họ sẽ chuyển sang đâu được? Dù ở trong EU hay không, thì London vẫn là nơi có dịch vụ tài chính tốt nhất thế giới. Chúng tôi tin vào sự vững mạnh của nước Anh. Người dân sẽ lựa chọn tin tưởng vào hy vọng, chứ không bỏ phiếu cho sự sợ hãi. Người dân sẽ chọn lựa điều gì mà họ cho là tốt nhất cho đất nước, dù có thể chính phủ và các quan chức ở Bruxelles sẽ không thích thú gì. Kiểm soát nhập cư và thêm nhiều cơ hội việc làm cho người Anh nếu ra khỏi châu Âu đang là những lý do át chủ bài của phe vận động rời đi, được kết hợp cùng khơi gợi tâm lý tự tôn về sức mạnh của nước Anh. Về khía cạnh kinh tế, chưa thể nói lợi thế nghiêng hẳn về bên nào. Bởi với một phần đông tầng lớp lao động Anh, số liệu GDP hàn lâm và mới ở dạng nguy cơ, có thể còn khó thuyết phục hơn là một câu nói, sang năm chúng ta tiết kiệm được 8 tỷ bảng. Nếu người dân Anh chọn kịch bản rời EU vào ngày 23 tháng 6 sắp tới, một mảnh ghép mất đi, đồng nghĩa với việc cả một khối thống nhất sẽ mất đi nhiều liên kết, sẽ mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Nếu Anh ra đi thì chẳng biết theo sau liệu có là Hy Lạp
là Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha hay không? Kênh truyền hình Đức DW thì đã có một đoạn phim giả tưởng về viễn cảnh một ngày EU không còn tồn tại. Anh đã trục xuất thành công tất cả những người nhập cư trong vòng 10 năm trở lại đây do không cung cấp được giấy tờ hợp pháp. Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hy Lạp hủy bỏ toàn bộ nợ quốc gia. Tin nóng, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức tại Berlin. Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone chính thức bị bãi bỏ. Tất cả đã kết thúc. Hội đồng châu Âu đã bỏ phiếu, đồng ý bãi bỏ Liên minh châu Âu EU.